máy bay từ phủ hắn hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 5 giờ sáng 10 tháng 2, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi được trở về nhà an toàn. Các bác sĩ thông báo tất cả công dân đều khỏe mạnh. Thật may tình huống đỡ đẻ trên máy bay đã không xảy ra. Thành phố Vũ Hán đã và đang trở thành tâm điểm của dịch COVID-19. Cả thế giới chao đảo, ngã nghiêng khi 39 quốc gia trên vùng lãnh thổ lần lượt ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Giữa những con số về cái chết không ngừng gia tăng, mọi người đều lo sợ rằng mình có thể là người tiếp theo, thì có một chuyến bay ngạo nghễ thẳng hướng tâm dịch với những con người quả cảm. Chủ nhật, ngày 23 tháng 2, bác sĩ Trần Văn Bắc 36 tuổi hoàn thành đợt cách ly 14 ngày. Đêm hôm trước, anh ngủ muộn hơn bình thường, hồi hộp, trằn trọc và đợi chờ. Anh Bắc là một trong ba bác sĩ thuộc tổ y tế trên chuyến bay hôm 9 tháng 2, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia, tiếp lửa cho nước bạn và đón 30 đồng bào từ Vũ Hán trở về. Ba nhân viên y tế được trang bị trang phục bảo hộ cho chuyến bay đặc biệt. Ảnh, VNA, bác sĩ Trần Văn Bắc, phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Lúc đón công dân tại Vũ Hán, cũng là lúc nhiệm vụ của chúng tôi chính thức. Bắt đầu anh Bắc có 10 năm kinh nghiệm đảm nhận chức vụ phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, 3 năm là đội trưởng đội cấp cứu ngoại viện. Là một bác sĩ, đồng thời là một người lính, chữa thời bình, anh luôn sẵn sàng cho những nhiệm vụ yêu cầu phải xung phong hàng đầu, huy động anh em cùng tác chiến. Bởi thế, khi nhận quyết định được phân công bay đến tâm dịch Vũ Hán đón đồng bào, anh không chút ngần ngại hay nao núng. Anh thông báo ngắn gọn với vợ. Bản thân chị đoán trước được phần nào tính chất công việc, nên dù có hơi bất ngờ nhưng trong chị tràn đầy sự cảm thông. Anh yên tâm, gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ. Phi hành đoàn có 15 người, 2 chuyên gia điều phối, 3 phi công, 5 tiếp viên, 2 kỹ thuật viên và 3 bác sĩ. Đội y tế có nhiệm vụ chính đảm bảo chăm sóc y tế cho 30 công dân, bao gồm người lớn, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và phi hành đoàn. 20 kiện vật tư trang thiết bị, đồ bảo hộ được vận chuyển lên máy bay. Việc phân loại công dân và nhận định tình hình ban đầu, đánh giá các yếu tố nguy cơ được tiến hành nhanh chóng. Trước khi lên tàu bay, tổ bay đã chuẩn bị nhiều kịch bản cho việc đón công dân từ Vũ Hán, kể cả trường hợp hành khách có các triệu chứng ho, sốt, sẽ được cách ly như thế nào trên máy bay. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu, chính là việc trấn an tâm lý cho họ. Chúng tôi xác định các công dân đều ở trong một tình trạng chung về mặt tâm lý rất bất ổn kéo dài nhiều ngày. Bản thân họ đã phải tự cách ly, không dám đến bất cứ bệnh viện nào ở Vũ Hán trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đặc biệt, trong đoàn có một phụ nữ mang thai 36 tuần. Nếu như bất ngờ chuyển dạ và bắt buộc phải sinh con bên Vũ Hán, thì quả thực là một cơn ác mộng với chị ấy. Trường hợp sản phụ chuyển dạ khi máy bay thay đổi độ cao cũng được tính toán, tất cả tiếp viên phải chuẩn bị tinh thần tham gia. Đỡ đẻ, vì thế, nếu họ đã phải chờ đợi, mong mỏi và áp lực, thì chúng tôi sẽ làm cho họ yên tâm bằng cách thông báo những tin tốt lành, rằng các bạn sẽ được đưa về nước, ở trong một trung tâm cách ly đảm bảo đầy đủ các điều kiện. Hoặc đơn giản là các bạn sẽ có nước nóng để tắm, hãy yên tâm ngay khi về đến Việt Nam. Như vậy thôi, chúng tôi nghĩ họ đã hào hứng một chút trước khi bắt đầu hành trình 9 tiếng đồng hồ phía trước, bác sĩ Bắc nói. Tất cả thành viên của tổ bay đều phải mặc trang phục bảo hộ và đóng mĩm. Ảnh, VNA, để tránh lây nhiễm, đoàn công tác mặc đồ bảo hộ ngay, từ khi bắt đầu lên máy bay với 2 lớp bảo vệ và phải đóng mĩm. Phi công cũng mặc đồ bảo hộ như những người khác cho dù hầu như không rời khỏi buồng lái. Máy bay khởi hành lúc 21 giờ ngày 9 tháng 2 từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Vũ Hán lúc 1 giờ ngày 10 tháng 2 giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 3 độ C, thành viên tổ bay mỗi người một nhiệm vụ. Lúc đón công dân tại Vũ Hán cũng là lúc nhiệm vụ của chúng tôi chính thức bắt đầu, bác sĩ Bắc khẳng định. Công dân Việt Nam được xuất cảnh, kiểm tra y tế và phát trang phục bảo hộ trong nhà ga Vũ Hán, trước khi đặt chân lên thang máy bay sau nhiều nỗ lực.
dù thời tiết lạnh, gió thổi trống trải, thậm chí nhiều người bận bịu bế theo con nhỏ, nhưng niềm vui của họ vẫn kịp ánh lên trong từng khóe mắt, lan tỏa tới toàn bộ phi hành đoàn. Bác sĩ bắt cùng hai đồng nghiệp kiểm tra sức khỏe cho hành khách tại chân máy bay. Trong không khí căng thẳng, mọi người đều lo lắng và mệt mỏi. Các công dân được bố trí ghế ngồi đủ đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn tối thiểu. Riêng sản phụ ngồi cách một hàng ghế với đội ngũ y tế để tiện theo dõi. 30 công dân được kiểm tra sức khỏe tại chân máy bay. Ảnh VNA, video liên quan tổ y tế luôn đảm bảo tốt nhất tình trạng sức khỏe của hành khách. Ảnh VNA, sau khi thông báo về lịch trình chuyến đi, những điều cần lưu ý, các vấn đề liên quan đến y tế, điện trong khoang máy bay được tắt, mọi người nhanh chóng chìm vào. Giấc ngủ, 6 trẻ nhỏ rất cần được nghỉ ngơi. Máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 5 giờ sáng 10 tháng 2, mọi người thở phào khi được trở về nhà an toàn. Các bác sĩ thông báo tất cả công dân đều khỏe mạnh. Thật may tình huống đỡ đẻ trên máy bay đã không xảy ra. 9 tiếng không ăn, không uống, không đi vệ sinh, cơ thể trải qua nhiều trạng thái nóng lạnh, thậm chí phải di chuyển, bê vác trang thiết bị. Bác sĩ bắt cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn còn khỏe để có thể chịu đựng được. Chúng tôi vui mừng vô hạn vì chuyến bay thành công tốt đẹp. Cảm giác nhẹ nhõm nhất là khi cả đoàn được thoát khỏi bộ đồ bảo hộ. Còn các công dân trở về từ Vũ Hán, sau nhiều ngày phải sống trong lo lắng, sợ hãi, họ cảm nhận rõ nhất hơn ai hết tình người, tình cảm dân tộc. Đặc biệt, chúng tôi đều thấy mình mạnh mẽ hơn. Từ một chuyến bay đặc biệt, bác sĩ Bắc bảo rằng, anh cảm giác nhẹ nhõm nhất là khi cả đoàn được thoát khỏi bộ đồ bảo hộ. Trải nghiệm là bệnh nhân cách ly 14 ngày trong căn phòng 2M2 ngay, sau khi máy bay hạ cánh, hoàn tất quy trình kiểm tra, giám sát sức khỏe, toàn bộ 30 công dân và tổ phi hành đoàn được xe đặc chủng của quân đội đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, huyện Đông Anh, Hà Nội để cách ly và tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Trải nghiệm là bệnh nhân cách ly, còn đồng nghiệp là thầy thuốc, bác sĩ Trần Văn Bắc thực hiện nghiêm chỉnh quy trình như tất cả các bệnh nhân khác. Phòng cách ly chỉ vỏn vẹn 2m², hầu như anh Bắc không được di chuyển ra ngoài. Anh nghỉ ngơi, tranh thủ đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu khoa học hoặc xem phim. Anh dành nhiều thời gian liên lạc với người thân, bạn bè, nhưng không phải để kêu khổ. Đây như một dịp chuyện trò, bù lại những ngày bận rộn trước kia. Các đồng nghiệp không chỉ quan tâm tôi về chuyên môn, thăm hỏi, động viên sức khỏe. Họ còn mua sách báo, gửi đồ ăn, hỗ trợ tôi hết sức. Cường độ công việc trước đây với lịch trực dày đặc, tính chất vất vả, nhiều áp lực, nên khi có cơ hội nghỉ ngơi, tôi nghĩ phải tận dụng để thả lỏng, giảm tải. Nhưng là bác sĩ, quen với công việc, tôi thấy ngồi không, cũng khá bất tiện, anh Bắc nói. Anh Bắc kết thúc đợt cách ly, sẵn sàng quay lại với công việc hàng ngày. Ngày được xuất viện về với gia đình, đồng nghiệp, anh Bắc biết rằng đã đến lúc phải quay lại với cuộc chiến chống COVID-19. Tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, mọi sự hoảng loạn trong lúc này là không cần thiết. Mọi người gọi anh và các thành viên trong tổ phi hành đoàn là những người hùng, nhưng cá nhân anh không dám nhận danh xưng đó. Đây là thời điểm vất vả của ngành y, tôi hy vọng người dân có thể thấu hiểu và thông cảm. Với chúng tôi, cùng nhau tiếp tục chiến đấu với COVID-19, anh Bắc cùng đồng nghiệp sẵn sàng nhận những nhiệm vụ tiếp theo, dù có phải đi tới các vùng dịch khác nữa, để trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc này, nhất định không một ai bị bỏ lại. Đây là thời điểm vất vả của ngành y, tôi hy vọng người dân có thể thấu hiểu và thông cảm với chúng tôi, cùng nhau tiếp tục chiến đấu với COVID-19. Theo Minh Nhân Phương Thảo trên trí thức trẻ Let's J-Blog.sk.